Ban tôn giáo đề nghị thẩm tra phát ngôn của thượng tọa Thích Chân Quang. Chiều ngày 7 tháng 6, thông tin từ ban tôn giáo chính phủ, Bộ Nội vụ cho thấy cơ quan này đã có văn bản đề nghị ban tôn giáo thuộc sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu làm việc với ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm thẩm tra, rà soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của thượng tọa Thích Chân Quang đang bị dư luận phản ánh. Theo thông tin từ báo giác ngộ, những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội của Thượng Tọa Thích Chân Quang được cho là không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo. Ban tôn giáo chính phủ đề nghị ra soát, thẩm tra và xác minh, trong trường hợp có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Giữa tháng 5 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao ban Hoàng pháp Trung ương và văn phòng hai tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Trả lời báo giác ngộ, Thượng tòa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Thượng tòa Thích Chân Quang là trụ trì chùa Phật quan thuộc quản lý của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thượng tòa Thích Đức Thiện thông tin, Thượng tòa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tập hợp thông tin, sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Thượng tỏa Thích Đức Thiện cho biết, tới đây giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của Tăng Ni, nhất là trên mạng xã hội. Hôm qua ngày 6 tháng 6 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông báo hình thức kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhượng Đức, một tu sĩ nổi tiếng trên mạng, sau loạt phát ngôn gây tranh cãi của vị sư này kết luận của trung ương giáo hội phật giáo cho thấy các phát ngôn và thuyết giảng của đại đức thích nhuận đức đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với phật giáo và giáo hội do đó tu sĩ thích nhuận đức bị nghiêm cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong vòng một năm đồng thời phải sám hối chư tăng và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu chịu kỷ luật biệt chúng tại tổ đình hộ pháp thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu ban pháp chế trung ương và ban trị sự giáo hội tỉnh bà rịa Vũng Tàu có trách nhiệm giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.